chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. BNI vùng Hồ Chí Minh 6 đã tổ chức chương trình ngày hội kết nối kinh doanh dành cho thành viên trong vùng và các khách mời. Ngoài các doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp tư vấn thiết kế và hỗ trợ các giải pháp về quản trị công nghệ đã tham gia kết nối tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. BNI là một tổ chức kết nối kinh doanh dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Họ chưa có khả năng đầu tư về marketing nhiều để phát triển doanh nghiệp. Thì một trong những cách là các cơ hội kinh doanh đến từ các chủ doanh nghiệp giới thiệu cho họ thì tỷ lệ chuyển đổi thành cơ hội kinh doanh rất cao. BNI vùng Hồ Chí Minh 6 hiện có 510 thành viên chủ doanh nghiệp tại sự kiện Business Matching lần thứ 3 với chủ đề Better Together, cùng nhau trở nên tốt hơn. Đã có 1.000 cơ hội kinh doanh được trao tại chỗ với giá trị hơn 1 tỷ đồng.